Nếu có tên thì có tướng, có danh thì có tướng. Nên trên đất, dù ở trong Phật giới hay trên đất này, cũng danh là phải có tướng. Có người hỏi tôi thế này nè, hỏi vậy chứ sao trong luật tổ á, ông nói là kêu bằng phản lai vô nhất Phật, đúng là sao? Nếu mà đúng luật tổ dạy lúc đó là đúng, nhưng mà lúc đầu lúc tổ dạy lúc này là sai. Là tại sao ông nói vậy? Là cái thời đó phải nói vậy. Cái thằng này đời này ta đừng có nói là không có chịu phản lai vô nhất Phật, tại mình không thấy thôi. Chứ hỏi cô hồn có không? Có sao không có? Không có sao mấy nhà ngoại cảm hạ xuống thấy cô hồn? Nếu mà không có cô hồn mà tại sao mà có địa ngục, phải địa ngục không? Thì thiên nhãn ta vô thấy có tới địa ngục. Mà ông Lục Tổ sẽ gì ông nói là bản lên vô với gần xưa nay không phải một lần, là ông nói về cái thời đó. Cái thời đó chưa văn minh lên cao. Chứ bây giờ hỏi nha, mấy người ta làm đại điều hình nội, hỏi cái dùng này có điện có hình không? Bán tiền thì nếu mình nó không có, ông nói mình nói bậy. Hằng hà cái hình ở đây này, biểu ông chứng minh, ông lấy TV ông mở cái cấm nhặt ra nhảy ra vậy, thấy không? Cái đó là cái chứng minh rõ ràng. Thời Đức Lục Tổ nói là quản lên nhân dân, nó không phải là cái vật. Nhưng mà tại vì ông nói là nói cho cái thời người đó. Chứ bây giờ nói là nói chuyện, bây giờ tôi nói là để có danh thì phải có tướng. Kim thân Phật là phải thật màu vàng mà cái Phật nhãn mới thấy được. Còn ở đây cô hồn các đảng phải người có huệ nhãn mới thấy được. Chứ mình cô mắt phòng u thấy được, rồi nói xong đó. Đó là chứng minh cái câu đó. Thì con hỏi tiếp đi. Có vị nào đặt câu hỏi? Cũng là cái câu hồi nãy thầy, mà ý em, ý con muốn nói là cũng như là mình quyết chí tu rồi đó, cũng như một triệu người đó là mình là cái người đó rồi. Có nghĩa là giống như 50 người thầy nói vậy đó, thì 50 người đó đi tiếp đến hết cuộc đời luôn, thì khi nó còn có nghĩa là quyết chí đồ hết rồi thì nó còn khó chỗ nào nữa không thầy? Ý con là vậy. Với lại cái câu thứ hai là thôi thầy cứ trả lời câu này trước đi. Chí là đó là một cái một triệu người còn bị cản. Có hai cái lực cản, một là do cái nghiệp của mình nó cản mình, hai là do cái tánh người mình nó cản mình. Nên nhớ một điều, mình còn cái thuộc sống thiền tâm á, đừng có sợ nghiệp cản nha, đừng có sợ tánh người cản, nó cản cản kệ nó. Tôi vẫn là người ta nói gì nói mà tôi tạo công đức, mà khi mà mãn phần á thì mình đã hiểu được cái công thức về rồi. Cả những cái gì mà nó lâu kéo đừng xài tới nó, cho đó là cái quy chí của mình. Còn bây giờ mình có công đức nhiều mà mới vừa hấp hối bắt đầu mở mắt ra thấy ông Thích Ca, ông Thích Gia Di Đà rước mà về theo ổng là thua rồi, đến thì giờ dậu thì 10.000 năm mới quay trở lại. Bây giờ tại sao trong kinh Diêu Ca Đức Phật là phải gặp Phật chiếc Phật nói chỗ này nè, tôi về Phật giới ông đừng có kêu tôi đi lên ngồi nữa, tôi không vơ mất lơ. Giống như con ra bến xe miền Tây, nó rủ con đi đủ thứ đó. Không, tôi không biết đường đi, tự tôi đi. Thì có ai theo dõi, ai theo rủ con đó không? Thấy không? Mình phải quyết tự chủ, tôi đã biết đường về Phật giới, đừng có ai dạy tôi nữa. Muốn học là học từ bây giờ nè. Tôi còn sáng suốt tôi học, chứ để khi mà tôi lão quá rồi, đừng có nghe mấy cái ông thầy. Thứ nhất là mấy cái ông thầy ông lợi chủ á, đưa ông 5 triệu ông đi đưa về Phật giới á, đừng có nghe là mấy ông đó. Ông không biết đường mà ông chủ mà ông lấy tiền mình á, nó có chừng cái chuyện đó. Hiểu không? Hiểu. Hỏi câu thứ hai nãy có hỏi gì đi. Dạ, cái lúc mà mình cái chung ấm thân mình xuất ra cái thân cái đại á thầy, thì những cái cũng như là mình còn hai đường, thì cái đường dòng độc á, khi mà ông bà cho mẹ mình hiện ra thì cái lúc đó mình đứng yên, nhưng mà lỡ mà mình khởi một cái điểm nào nhỏ thật nhỏ tí thôi thì mình có bị gọi là bị kéo theo hay không, hay là mình phải đi tới đó mình đưa mình cũng như là mình phải đi theo
thì mình mới bị luân hồi. Hay là lúc mình đứng á, mình chỉ cần mà sơ hở mình khởi một niệm nhỏ thôi, hay là ví dụ như mình thấy người thân của mình cũng khởi một niệm, kiểu mình cũng biết là mình phải giữ tâm thanh tịnh rồi, tự nhiên thanh tịnh rồi, nhưng mà lúc đó mình chỉ khởi một tí yêu thương thôi, hoặc là ông thần ông dọa ma mình sợ quá, thì cái lúc đó thì có bị luân hồi không thầy? Với lại á, con muốn hỏi là cái lúc mà rơi á, thì cái người công đức nhiều là rơi cái thời gian là bao lâu? Cái người công đức ít á là rơi bao lâu, mấy ngày hay là sao đó? Bây giờ trả lời cái vấn đề mà luân hồi đó nha. Khi nào mà tu thì tâm có một chút công đức rồi thôi, cửa các quả trời đóng lại liền, tất cả các quả giảng sanh thì đóng hết rồi, các loài cô hồn ngạ quỷ đều đóng lại hết, có công đức hết rồi. Mà duy nhất chỉ có mở con đường vãng sanh và con đường dòng tộc à. Còn nếu mà mình tính ra giống như mình để cái bong bóng nè, mà nó không nặng không nhẹ đó, thì thả nó đứng tại chỗ mà. Còn cái bong bóng nó nhẹ quá, nó bay lên, nặng nó rớt xuống. Mình phải hiểu cái công thức của cái trở về Phật giới đó. Nếu mình tạo một công đức nhiều, hơi nhiều thôi, tất cả cửa đóng, nhưng mà cửa dòng tộc không đóng, vẫn còn một số dòng tộc. Thứ nhất là cha mẹ vợ con kéo lại, đó là tránh về tâm lý tình cảm, mình phải theo. Còn nếu mình có công đức thật nhiều rồi, đóng toàn bộ luôn. Cái công đức thật nhiều rồi đó, nó không dính vào được trái đất này mà nó cũng bay lên được, là nó bị rơi, nó bị rớt ngoài trái đất, nó rơi xuống, nó rơi vào trung tâm vận hành. Còn nó rơi nhiều ít thời gian bao lâu là do suốt công đức của mình. Mau nhất 15 phút, lâu nhất 3 ngày. Tại làm sao mà người ta mở cửa mã 3 ngày người ta mở? Là đi vào cái dòng tập, vào cô hồn hay là ngạo quỷ mới mở cửa nha. Còn tất cả giảng sanh hay là xuống cái, đừng có mở cửa mã mất công lắm. Người ta giảng sanh nước cực lạc thôi, năm tên đi vừa chết á, vào giấc ngủ mở mắt ra giảng sanh liền. Còn mà cái thứ mở cửa mã đó vừa chết 3 ngày sau mới thức dậy. Không thức dậy, không mà không mở cửa mã là nó ngủ luôn á, ngủ có nhiêu là tháng trời luôn á. Tại sao nó có thuật cửa mở cửa mã này, là phải chắc là 3 ngày mở cửa mã. Mở mã để hỏi vậy chứ muốn làm ngạo quỷ hay vào dòng tộc, muốn làm ngạo quỷ hay là cô hồn là cái chỗ này. Còn cái chuyện mà con rơi á, nhiều ít là do cái công đức của con. Mà nên nhớ công đức nhiều thì hoàn toàn cửa dòng tộc đóng luôn, mà chỉ còn giảng sanh thôi, được rơi thôi. Thần không dám lại gần, nếu lại gần nó nắm nó kéo mình lại. Còn nếu mà nó không dám lại gần thì nó rơi, thì kệ nó cho rơi. Vì trong lúc truyền thiền người ta nói để rơi, để cho nó rơi tự do đi. Chừng nào mà nó rơi đó, mình đang thấy trong cái khung cảnh mình ở trong cái hào quang đó, chính là cái hào quang đó là cái trung tâm tâm của mình đó mà. Chừng nào mà cái hào quang nó mất cái dòng bảo vệ đó, thì bắt đầu Phật giảng mình mới mở ra nhiều, thấy tâm giới liền. Vừa thấy tâm giới rồi mới vừa thoát ra khỏi tâm giới, cái là địa từ vừa nó đẩy mình về Phật giới liền. Nó phải hiểu cái nguyên tắc đó. Còn cái chuyện mà rơi bao ra bao là do cái số công đức của mình, chứ không phải ai quyết định được cái này đâu. À, còn nên nhớ có công đức nhiều dòng tộc không thì em, mà công đức ít dòng tộc này em. Thứ nhất là vợ con á, anh ơi đừng có về, đừng có giảng vậy, đừng có về gì, đừng có về Phật giới, ở đi với em, mình thấy mẹ thì không làm tiếp một chu kỳ nữa. Hỏi ơi, gì vừa thấy dòng tộc mà chỉ cần mình khởi ý cái không bị dính không? Không khởi ý không dính, đừng có ôm, khởi ý được mà đừng có ôm, ôm mà nắm nó kéo quá, thấy không? Khởi ý không dính, khởi ý là mình nói vậy nó thôi, ba mẹ ơi con về Phật giới, ba mẹ ráng kiếm tu tiền tông đi về với con, cái đó được. Mai mốt đây, cái cầu này có để cầu mỗi mốt là chừng khoảng tháng nữa lên chụp hình. Xin chào tôi về Phật giới. Có mấy chị, cái này nó chuẩn bị làm á. Từ tôi mời hỏi tiếp. Tôi để là hỏi tiếp luôn.
Thưa thầy, như thế là có trường hợp như thế này, thì như là cũng trong cái việc mà mình cũng muốn đưa cái pháp môn truyền tâm này ra rộng cho mọi người, thế nhưng có những người như thế này thực ra thì người ta là cũng theo những các cái pháp môn khác rồi, nhưng khi giao cho bộ sách thì họ đọc rất nhiệt tình và rất hiểu rõ. Thế và khi người ta có những thắc mắc thì cũng không, em bảo là người lên trên chùa này có gì thắc mắc thì cứ hỏi trực tiếp là thầy nhân đây, nhưng người ta không lên, nhưng người ta hỏi những câu hỏi thì đương nhiên em cũng có trả lời cho người ta, cũng rất là minh mãn. Thế mà người ta cũng rất là muốn nhưng mà lại không dám lên trên này để như là gặp thầy như này để xin vào biến vào kiến thức truyền tâm hay kiến thức truyền tâm, cũng dám lên. Thế thì lý do tại sao ạ? Nhiều người có đọc sách truyền tâm và không bảo có mang máy nhất rồi tại đó là xong thì thấy là sự bí mật cản cho là sao đâu. Ông thần quản lý nghiệp mình á, ông cho đi. Ai cũng có thần quản lý nè, cái này là thần quản lý không cho đi. Thế vậy thôi, mà phần tiểu nghiệp là ông quản lý không cho đi, không phải là tự ông không cho đâu. Là vì cái lực mình không dám, nguyên tắc, tất cả những cái mà mình tạo âm đức và phước đức, nó sợ cái công đức đó, nó dám vô, có vậy thôi. Không cho đi, muốn đi, kéo dọ lại ông thần quản lý nghiệp mình. Chính mỗi người có cái ông thần quản lý nghiệp mình đọc ở trong cái mình, không biết trong cái quyển này có không vậy đâu, nó có cái cách là tại làm sao mà người ta không đi. Tại cái ông thần quản lý nghiệp giống như anh đi làm thuê cho cái công ty nào đi, anh còn hợp đồng á, anh ra được không? Thì là anh hết hợp đồng mà tự do ra, nó cho anh mở cửa cho ra, còn chưa hết hợp đồng còn lâu, nắm nó kéo rồi. Thấy không? Rồi sẽ hỏi câu khác. Dạ thưa thầy, là bên gia đình con á thì ba con là đạo Thiên Chúa, lúc trước con cũng có nghe một cái câu là Đức Mẹ Maria đồng trinh, có nghĩa là không qua quan hệ nam nữ mà nhận sanh được con, thì ở trong cái tam giới này có được cái trường hợp đặc biệt đó không thầy? Là đạo Thiên Chúa nó là Đức Mẹ Maria đồng trinh, ở trên cái đất này là có trường hợp nào thứ hai xảy ra giống như vậy hay không? Cái câu chuyện này á, tắt máy hết rồi tôi nói nhẹ, giờ đứng một mẹ bà thì tắt hết rồi tôi nói thì